Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con có một con gái, con của con từ lúc lên lớp 3 là bắt đầu học theo bạn nhổ tóc. Khi đó con lớp 4 có nhắc nhổ tóc hối đầu nhưng em không nghe. Ba có dắt em đi cạo 2 lần nhưng vẫn không bỏ được. Đến nay em nó 26 tuổi, cũng có con nhưng vẫn nhổ tóc, đội tóc giả và nhổ thường xuyên. Con không biết em con có phải đang tạo nghiệp không, có cách nào giúp em con không? Con cảm ơn sư. Ở trong chú giải Pháp Cú có nhắc đến câu chuyện của một vị tỷ kheo thời Đức Phật quá khứ. Khi mà vị này làm trụ trì của một ngôi chùa, thì một hôm có một vị tăng khách đến. Vị tăng khách đó là một vị A-la-hán. Do cái oai nghi tế hạnh cho nên vị đại thí chủ của ngôi chùa đó đó rất là hoan hỷ và xin cạo đầu rồi đắp y tắm rửa cho vị đó và thỉnh vị đó ngày mai hãy đến nhà để trai tăng. Thì cái vị trụ trì á mới thấy là tức, giống như là tới rồi giành mối gì đó. Thì vị trụ trì đó mới buông cái lời ác độc với cái vị tăng khách, là cỡ như ông á, thì ông đừng có để người ta cạo đầu cho ông. Ông tự mà ông nhổ lấy cái tóc ông đi, tự ông nhổ lấy chứ đừng có để người ta cạo đầu cho ông. Đồ cái thứ như ông á, thì ông á, tắm ở trong phân chứ ông đừng có tắm nước sạch làm chi. Đồ cái thứ như ông á, thì ông ăn phân chứ ông được ăn đồ ăn thí chủ. Thì khi mà vị này buông những lời ác độc như thế, thì cái vị A-la-hán biết rằng mình nên đi. Chứ còn ở lại đó thì cái vị trụ trì đó chỉ tạo thêm ác nghiệp thôi. Cho nên là vị ấy bỏ đi trong đêm. Do cái nghiệp mà buông lời ác độc như thế với một vị A-la-hán, cho nên sau khi thân hoại mạng chung thì vị trụ trì đó đi địa ngục. Nhưng mà do cũng cái đời tu á, thì cũng có tu, cho nên là đến thời Đức Phật hiện tại thì lên khỏi địa ngục, thì được sanh vào một gia đình khá giả. Nhưng cái đứa nhỏ này á, từ khi biết chuyện là nó bắt đầu nó nhổ tóc của nó, tự nó nhổ tóc, lấy tay nó tự nó nhổ tóc, nó không có bú sữa mà tự nó ăn phân, tức là nó ị ra rồi tự nó ăn chứ nó không có bú sữa, nó cũng không có chịu tắm rửa gì hết, nó cứ lăn trong cái đống phân á, nó không có mặc đồ, nó không có, ở trần chuồng nó không có mặc đồ. Thì gia đình thấy đứa nhỏ nó lạ quá, thấy chắc có lẽ là nó phù hợp với các cái tu sĩ mà khổ hạnh á, cho nên gửi nó đi. Thì khi mà cho nó xuất gia thì nó cũng làm cái thói quen đó, tức là không mặc đồ, rồi ăn phân, rồi tự nhổ tóc. Thì ngay cả các vị tu sĩ ngoại đạo cũng chịu không nổi, cho nên là đuổi nó đi. Rồi cứ như vậy nó lang thang bên ngoài, rồi người ta thấy nó, người ta tưởng là thánh, tại người ta đặt bát cúng dường, nó đứng cái cạnh ngay bên cái hố phân á, người ta cúng dường thì nó không có chịu nhận. Ai hỏi thì nó nói là tôi đứng tôi hửi gió là được rồi. Thì đến khi mà tối thì nó mới chui xuống hầm phân để nó ăn. Đến khi Đức Phật biết cái duyên tới đó, tức là cái phước tu hồi xưa của cái cậu này chỗ, Đức Phật mới tới. Và khi đó đó, anh này ảnh còn tính lừa luôn Đức Phật, nói là ta đây là ta chỉ có hửi gió thôi chứ còn ta không có ăn gì hết, ta chính là thánh. Đức Phật mới nói rõ ông không là thánh gì cả,
ông dối thế gạt đời, do cái nghiệp năm xưa mà ông bây giờ ông còn chưa chịu tỉnh. Đức Thế Tôn mới giải thích cái nghiệp năm xưa của vị này, và lúc bấy giờ vị này mới rúng động và quỳ sụp xuống xin đảnh lễ Thế Tôn và xin xuất gia. Không bao lâu thì chứng đắc đạo quả A-la-hán. Đó, một vị là đời trước cũng có tu đó, trụ trì đó, nhưng mà trong một lúc ganh tị với một vị tăng khách đã buông lời xúc phạm, rồi từ đó lãnh những cái ác nghiệp nặng nề, nhưng nhờ có tu cho nên sau này cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thành ra cái trường hợp mà quý vị hỏi, sư thấy nó có liên quan. Có thể là do quá khứ cái vị này cũng từng tạo cái nghiệp là ác khẩu, cho nên đời nay là mình bị cái nghiệp như vậy. Bây giờ hỏi có làm cách nào hay không thì chỉ có tu thôi. Tu tạo phước thì quả mai mới thay đổi được. Cho nên là sư lưu ý là mình đừng có sỉ vả ai, đừng có mắng mỏ ai. Mình nhiều khi cái miệng mình không kiểm soát, mình chửi người ta như thế nào là mình chịu cái nghiệp y như vậy. Mình chửi đồ cái thứ con bò là mình gieo cái nghiệp trong một kiếp nào đó mình sẽ làm bò. Mình chửi đồ cái thứ con heo là trong một kiếp nào đó mình sẽ làm con heo. Người ta có hay không là chưa biết, mà mình chắc chắn có rồi. Hoặc là mình chửi người ta là đồ cái thứ con phò là mình sẽ làm phò trong một kiếp tương lai. Đó lại là một câu chuyện khác, và chúng ta không có thời gian. Thưa sư, cho con hỏi, thiền là một phần giúp bản thân mình quay về lại bên trong, chăm sóc nội tâm mình. Vậy nhờ sư giải thích giúp con quay về bên trong giúp mình được gì, lợi lạc như thế nào? Quá trình quay về bên trong đó diễn ra, diễn biến như thế nào? Cái lợi lạc á, là hồi sáng sư nói rồi, nó giúp cho chúng ta tỉnh mộng để biết được bản chất của thế gian này là cái gì. Việc thực hành thiền tứ niệm xứ theo lời dạy của Thế Tôn là cơ hội giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái vở kịch muôn thuở. Bây giờ với những vị trẻ thì sư chưa chắc, chứ những vị mà lớn tuổi, những vị già đó, nghĩ lại bây giờ mình có can đảm mình sống lại cái đời cũ mà mình vẫn quyết định như thế, chứ đừng có nói mình sống lại như cũ, diễn lại cảnh cũ mà mình không có trí nhớ tiền kiếp nha. Đừng có mê đọc truyện, xem phim rồi là quay trở lại quá khứ và có trí nhớ tiền kiếp thì không. Mình không có trí nhớ tiền kiếp, mình vẫn chịu đúng bấy nhiêu đó thứ đắng cay, mình có can đảm mình diễn lại hay không. Mà chúng ta như thế đó, thì nhờ thực hành tứ niệm xứ chúng ta có cơ hội thoát ly, có cơ hội chấm dứt đau khổ, có cơ hội đạt đến sự giải thoát giác ngộ. Và quá trình đó diễn ra như thế nào? Là quá trình nhìn nhận lại cái gì đang diễn ra, bản chất thế gian này là như thế nào, và đưa đến sự nhàm chán. Đó là sự hướng dẫn của sư vào buổi sáng. Cho nên nếu như mà quý vị mơ màng á, thì tốt nhất nên nghe lại. Sau khi kết thúc khóa thiền, các video hướng dẫn của sư sẽ được đăng tải lên trên YouTube Sư Hạnh Tuệ. Chỉ có điều là do hiện tại lực lượng biên tập vẫn còn rất là thiếu, cho nên là video có thể sẽ mất thời gian khá lâu. Quý vị hoan hỷ chờ. Dạ thưa sư, con là một người khá nhạy cảm, dễ bị để tâm những lời nói và hành động của người khác, rất khó để tập trung vào một việc gì đó, thì con phải làm sao? Mong sư cho con lời khuyên. Khi mà quý vị hành thiền á, thì dần cái định tâm, định và niệm của mình sẽ ngày một tốt hơn, và mình có thể tự chủ hơn, và mình sẽ ít bị phân tâm hơn. Cho nên cái lời khuyên đầu tiên của sư là ráng hành thiền nhiều hơn, nó sẽ giúp cho tâm mình tập trung được tốt hơn. Cái thứ hai á,
là mình tránh những cái môi trường mà đông tạp xô bồ, bởi vì nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Mình tốt nhất là mình nên tìm những nơi mà xa vắng. Những cái sự góp ý của sư hướng dẫn nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành, chứ không phải là chỉ có ngày 1, ngày 2 mà hiệu quả. Ví dụ như việc hành thiền, quý vị phải chuyên tâm thực hành miên mật. Sau 1 hoặc 2 năm, quý vị nhìn ngược lại chính mình quá khứ thì mới thấy sự tiến bộ rõ rệt. Chứ còn mà mình chỉ mới có thực hành một chút xíu mà mình muốn có cái thay đổi lớn lao thì khó lắm. Nhớ Phật giáo không có mì ăn liền nhé. Thưa sư, Đức Phật Thích Ca là vị Phật đầu tiên, vậy tại sao người ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Mong sư hoan hỷ trả lời giúp cho chúng con. Cái câu mà A Di Đà đó, ngài thiền sư Nhất Hạnh, chắc có lẽ mình là người Việt Nam thì ai cũng biết Hòa Thượng Nhất Hạnh ha. Trong cái cuốn Tịnh Độ Cầm Tay á, thì Hòa Thượng có giải thích là theo nghiên cứu của Hòa Thượng thì đó là một cái lỗi trong dịch thuật. Hồi xưa á, cái câu là Nam Mô Amita Buddha Giá, thì cái Amita đó chúng ta không dịch, chúng ta âm là A-di-đà. Mà Amita có nghĩa là vô lượng, thì Buddha Giá có nghĩa là Phật, nhưng mà Phật ở đây là số nhiều, tại vì Pali nó có đuôi số nhiều, thành ra là nhiều vị Phật. Thì đáng lẽ cái câu là Nam Mô Amita Buddha Giá là con đảnh lễ vô số chư Phật, vô lượng Phật, thì chúng ta lại dịch nhầm từ cái số nhiều sang số ít, thành ra là tôi đảnh lễ một vị Phật tên là vô lượng. Đó là một cái sự nhầm lẫn trong dịch thuật. Thay vì đảnh lễ vô lượng Phật thì lại thành là một vị Phật tên là vô lượng. Rồi do cái sự nhầm lẫn dịch thuật đó mà lâu dần rồi người ta tạo nên hình ảnh một cái vị Phật A-di-đà. Cái này thì cũng không có cái gì gọi là nó bí mật, tại vì nhiều người biết rồi. Đó là cái những cái kinh A-di-đà đó là được sáng tác và được gọi là hoàn chỉnh dần sau này. Bởi vì ban đầu á, là cái kinh A-di-đà chỉ có 2 như là 12 lời nguyện thôi. Rồi sau dần á, thì được sáng tác thêm là thành ra 24 lời nguyện. Rồi sau thì sáng tác thêm cho nó hoàn chỉnh, cho tới bây giờ cái bản hoàn chỉnh nhất là 48 lời nguyện. Đó. Cho nên là nó cũng không có cái gì bí mật, chẳng qua là Phật tử chúng ta thì ít nghiên cứu thế thôi. Thành ra là cái vị Phật A-di-đà cho tới bây giờ thì Nam Tông hay Bắc Tông, Nguyên Thủy hay Phát Triển đều thì thôi cũng công nhận đó là một vị Phật tâm linh, chứ không phải là vị Phật lịch sử. Sư biết đối với một số vị thì có lẽ là hơi bị sốc, nhưng mà cái tại vì hỏi thì sư đành phải trả lời như vậy. Kính bạch sư, con vô cùng cảm ơn và đồng ý về sự khó tánh của sư trong yêu cầu tiêu chuẩn cho một người đệ tử Phật thì phải học giáo lý kinh tạng. Đây là điều con đã nghĩ đến trong 2 năm nay nhưng chưa đủ duyên được. Nay kính mong sư cho con và đại chúng địa chỉ dạy trực tiếp ở Sài Gòn và Bình Dương. Hiện tại thì sư đang dạy lớp kinh Trung Bộ và Thanh Tịnh Đạo ở chùa An Lạc, ở trên đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, vào thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần lúc 6 giờ. Thì quý vị có thể đến để học trực tiếp. Còn ngoài ra thì các cái khóa thiền thì sư cố gắng tổ chức mỗi 3 tháng một lần.
Và sắp tới thì sư dự định là mình mở ra thêm một cái khóa nữa là khóa xuất gia gieo duyên, mà cái khóa này thì sẽ không có ảnh hưởng đến khóa thiền, tức là xen kẽ giữa cái khóa thiền và thì sẽ có khóa xuất gia gieo duyên. Nhưng mà còn để xem như thế nào. Cái khóa xuất gia gieo duyên sắp tới là vào ngày 2 tháng 4, sư chánh ngày 1 tháng 4, để người ta tưởng mình nói dốc đó. Thành ra sư chọn cái ngày là ngày 2 tháng 4. Kính bạch sư, mong sư vui lòng giải thích cho con, người tam nhân, người nhị nhân là như thế nào, làm sao để biết mình thuộc loại người nào? Người nhị nhân và tam nhân á, nhìn bề ngoài thì họ giống nhau, tức là trí tuệ thế gian thì không khác nhau. Vị ấy xuất gia thì đều có thể thuộc lòng tam tạng, vẫn có thể tu thiền. Chỉ khác ở chỗ cái người nhị nhân thì không có khả năng chứng đắc thiền định và đạo quả, tức là vẫn tu thiền bình thường nhưng không thể chứng thiền, không thể chứng sơ nhị tam tứ thiền, cũng không thể chứng đắc đạo quả. Còn người tam nhân thì có thể. Cái sự khác biệt là người tam nhân khi tục sanh á, thì họ tục sanh bằng cái tâm là vô tham, vô sân và vô si, cho nên gọi là cái người tam nhân. Còn người nhị nhân thì thiếu cái vô si. Chúng ta không thể biết được mình thuộc loại người nào, nhưng mà mình không cần phải băn khoăn. Bởi vì điều quan trọng là mình nỗ lực tu tập. Nếu như mình không chứng đắc được đời này thì nó cũng là cái duyên quan trọng để mình chứng đắc ở đời sau. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói có những giai đoạn mà một vị hành giả miên mật có cơ hội chứng đắc đạo quả. Một là trong đời sống thường ngày, nếu vị ấy thực hành miên mật thì vị ấy có thể chứng đắc đạo quả bất kỳ lúc nào. Nếu như trong đời sống hàng ngày vị ấy không chứng đắc được đạo quả thì khi vị ấy ngã bệnh, vị ấy có thể chứng đắc đạo quả. Nếu khi ngã bệnh không thể chứng đắc đạo quả thì khi cận tử, vị ấy có thể chứng đắc đạo quả. Nếu khi cận tử không thể chứng đắc đạo quả thì qua đời sau kiếp khác, khi vị ấy tái sanh về cõi trời, vị ấy có thể chứng đắc đạo quả ở trên đó. Chỉ rất ít một số trường hợp á, là mình đời sau mình cũng không thể chứng đắc được đạo quả thì mình mới phải đợi thêm nhiều kiếp nữa. Quý vị đừng có lo lắng là mình sanh về cõi trời là mình không chứng được đạo quả. Bởi vì các vị thánh đệ tử từ sơ quả cho đến tam quả, thậm chí vị thánh A-la-hán tứ quả vẫn còn ở trên cõi trời. Một số vị thánh A-la-hán là tại sao? Bởi vì một số vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả lên cõi trời chứng đắc A-la-hán nhưng vẫn chưa kịp viên tịch, tức là tuổi thọ vẫn còn, thì các vị ấy sẽ vẫn còn ở trên đó. Thành ra chúng ta ở dưới cõi người là thời mạt pháp, nhưng ở cõi trời đó chánh pháp còn rất thịnh ở trên đó, cho nên là cứ về trên đó tu tiếp không sao hết. Sư cho con hỏi, nếu chúng sanh có kiếp là người đồng tính thì chúng sinh đó có thể giác ngộ đạt niết bàn hoặc thành Phật được không? Con xin cảm ơn. Là nếu như mình là người đồng tính thì trong kiếp hiện tại mình không thể chứng thiền và chứng thánh, nhưng nó chỉ giới hạn trong kiếp hiện tại thôi. Nếu như chúng ta nỗ lực tu hành, giữ giới trọn vẹn, phát triển thiền định, phát triển các cái phước lành, thì đời sau chúng ta có cơ hội có được giới tính rõ ràng và hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả. Cho nên nếu đời này không chứng thì đời sau chứng. Cái quan trọng là chúng ta có nỗ lực hay là không. Kính bạch sư, nếu muốn cúng dường y đến chư tăng thì sẽ cúng dường trong thời gian nào, mua y ở đâu và cách thức dân y như thế nào? Con mong sư hoan hỷ hướng dẫn giúp con được biết rõ.
Và nếu con chúng con muốn dâng y cho sư thì có thể đến nơi nào để có thể gặp? Cái chỗ mua y thì chắc có lẽ là quý vị liên hệ hỏi nhau, hỏi ban tổ chức có ai biết hay không, hỏi các sư khác có biết hay không. Chứ còn sư thì sư đâu có đi mua y bao giờ đâu mà sư biết. Chỉ có lần sư đi qua Thái, sư kiếm mấy cái y cho nó vừa ý. Sư có đi qua Thái thì ở bên Thái sư biết có chỗ bán y. Chứ còn ở Việt Nam mình thì không chắc. Thử ra ngoài cái gì Nhã Phương cái gì Trang Nhã, tưởng Phương Nhã, Trang Nhã, cái đó thì quý vị ra ngoài đó hỏi xem, hình như ở Trang Nhã có đó. Còn nếu như mà muốn dâng y thì dâng vào lúc nào cũng được, mình hoan hỷ lúc nào thì mình dâng lúc đó. Tại vì cái tâm của mình thay đổi thất thường lắm. Hôm nay mình hoan hỷ muốn làm, chứ có khi đợi một thời gian nữa cái nó hết vui, hết hoan hỷ, hết làm. Tâm mình nó kỳ cục lắm. Cho nên là hoan hỷ lúc nào thì làm lúc đó. Còn cái dịp dâng y mà phổ biến nhất chính là sau khi Chư Tăng Nam Tông ra hạ 15 tháng 9 cho tới là 15 tháng 10 là bắt đầu là cái mùa lễ dâng y. Mỗi chùa sẽ được dâng y đúng một ngày trong năm, trong cái khoảng thời gian đó. Quý vị có thể dâng y vào lúc đó cũng được. Vào lúc đó thì dễ mua y hơn, tại vì những người bán y thường sẽ đem đến các cái ngôi chùa tổ chức dâng y họ bán. Còn muốn đến gặp sư thì sư hiện tại ở Thiền viện Nguyên Thủy ở Cát Lái thì quý vị có thể đến ha. Dạ thưa thầy, cho con hỏi, có một số quan niệm cho rằng khi họ phạm giới sát sanh nhưng họ lại nghĩ đang làm phúc, vì trước khi giết mổ họ niệm cho con vật đó để được giải thoát. Thầy nghĩ như thế nào về quan niệm này? Thì sư chỉ có thể chia buồn là khi chúng ta có tà kiến như thế, chúng ta sẽ đi xuống địa ngục lâu hơn một mớ. Tức là mình nghĩ ác là thiện á, cái việc ác mà mình nghĩ là thiện thì đó là tà kiến. Mà khi mình có thêm cái tà kiến đó thì mình sẽ đi địa ngục nó lâu hơn rất là nhiều. Tại vì nếu như mà mình gọi là mình muốn giúp cho chúng sanh nào đó thì có thể như vậy nè, mình làm một cái chảo dầu hoặc là một cái hố nước sôi đó, rồi mình nói với nó nếu mi muốn giải thoát thì mi cứ nhảy xuống đây, còn mi không giải thoát thì thôi. Nếu như mà nó nghe, nó hiểu, nó nhảy xuống thì đó là quyết định của nó. Chứ còn ở đây là mình ghì cổ nó xuống, mình lấy dao mình cứa cổ nó mà mình nói là mình giúp nó giải thoát là giúp như thế nào? Kính bạch sư, khi uống thuốc tẩy dung sáng có bị coi là phạm giới sát sanh không? Khi không thể gặp một vị xuất gia có thể quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới, bát quan trai giới trước tượng Phật, tranh thờ Phật tại nhà không, làm vậy có hợp lệ không? Cho nên là sư, với bản thân sư thì sư cũng ngần ngại, thành ra là sư kiếm những cái phương pháp mà tẩy dung truyền thống của Đông y á, là cái thuốc sổ bình thường á, thì khi mình sổ như vậy thì nó bớt, thì nó sẽ, và con dung nó đi ra thì nó ra ngoài, thì nó cũng không có giống như cái thuốc sổ. Ví dụ như phun ra ca đó thì là nó giết con dung xong rồi nó mới đào thải ra ngoài. Còn thuốc sổ truyền thống thì chỉ thả ra ngoài thôi chứ nó không có giết con dung. Cho nên là khi mà sư sổ thì sư sẽ tìm những cái phương pháp đó, gọi là phương pháp truyền thống đó. Còn cái chuyện là xin thọ giới tại nhà thì nó giống như là mình hôm nào kẹt quá thì mình làm đỡ cái gói mì gói. Nhưng mà ăn mì gói nó đỡ no đó, đỡ đói đó, nhưng nó không thể thay thế một cái bữa cơm bình thường được. Thì cái việc mà quý vị thọ giới tại gia thì vẫn được, nhưng mà nó không thể nào so sánh bằng việc chúng ta đến chùa và chúng ta thọ giới cho đàng hoàng.
Đặc biệt là cái tâm nó khó có cái sự quyết tâm lắm. Tại cái kiểu mà mình thôi bây giờ tôi phạm giới thì tôi tự tôi sám hối với tôi. À nhắc mới nhớ, tự mình sám hối với mình nó không thành tựu nghe. Tự sám hối trước bàn thờ Phật cũng không thành tựu luôn, mà phải sám hối với một người không phạm cái giới đó. Thí dụ như quý vị phạm năm giới tại gia, muốn sám hối thì phải sám hối với người có năm giới tại gia trong sạch, hoặc là cái phẩm giới cao hơn. Thí dụ như có thể sám hối với người thọ bát quan trai giới, hoặc sám hối với một vị sa di hoặc một vị tỷ kheo. Chứ còn mình tự sám hối là không có được. Trong kinh không hề có cái đoạn kinh nào nhắc đến cái việc là tự mình sám hối mà thành tựu. Tất cả đều phải đi đến gặp một cái vị có cái giới hạnh cao hơn mình để sám hối. Còn thọ giới đó thì có thể thọ giới tại nhà. Sư nói cái việc thọ giới là có thể, còn sám hối là không được. Thưa sư, sư có giảng đã quy y Tam Bảo rồi thì không nên đi lễ đình, lễ miếu, kính bà, kính ông, như vậy sẽ đức tam quy. Con vô minh nên có đi lễ bà, thì sư cho con hỏi bây giờ phải làm sao để tiếp tục được là con Phật. Mỗi ngày vào buổi sáng sư truyền tam quy và bát quan trai giới cho quý vị, là quý vị đã có tam quy và bát quan trai giới rồi. Cho nên yên tâm, cái chuyện mình đức tam quy là đức của quá khứ, còn hiện tại bây giờ thì mình đã có tam quy và bát quan trai giới rồi. Tương lai nếu như mình có phạm một lần nữa thì hãy đến chùa để thọ trì lại quy giới. Kính bạch sư, mặc dù con biết thân người khó được, phải tu tập mới mong thoát khỏi sinh tử luân hồi, nhưng biết chỉ là biết, con không có động lực để học và thực hành giáo pháp. Con thấy thật khó khăn và quá sức đối với mình, kính mong sư cho con lời khuyên. Thì hãy nương nhờ hội chúng. Tự sức mình đi không được thì hãy nương nhờ hội chúng. Và sư nói có đôi khi mình phải tự cắt đứt cái đường lui của mình. Mình đứng ở trên thành cầu thì phải có gan nhảy xuống, chứ đứng đó mà cứ lắc lư thì thế nào người ta cũng kéo lại thôi. Và đó là lời khuyên của sư. Mình tu không được cái động lực nhiều thì hãy hòa vào một đại chúng có nỗ lực tu hành, thì mình sẽ được nhờ cái lực của đại chúng kéo đi lên. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là ở chính mình. Khi mà quý vị không có động lực thì có đôi khi chúng ta cần một cái cú sốc nào đó thì chúng ta mới có động lực. Sư từng gặp một vị sư, vị này cũng giỏi. Hồi xưa đó là công ty là làm ăn rất là lớn. Vị đó từng cúng một cái xe cho chùa, xe cả mấy trăm triệu, vị đó có thể cúng thoải mái. Rồi đưa các vị thiền sư đi tổ chức các khóa thiền, làm đại thí chủ vân vân. Nhưng mà không có động lực để xuất gia. Cho đến khi là vị ấy phá sản, thì chính cái phá sản đó lại là cái duyên cho vị ấy xuất gia. Rồi có những vị cũng biết đạo mà cũng chưa có lòng xuất gia, nhưng rồi sau khi mà trải qua một cái nạn, ví dụ như là vợ phản bội, hoặc là trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh, hoặc là vừa mới vào tù ra tội, thì tự nhiên nó đánh thức, nó đánh thức vị ấy và làm cho vị ấy rúng động. Thì chính những cái nạn đó, đó lại là động lực để vị ấy xuất gia. Chứ trước đó thì biết đạo thì vẫn biết vậy thôi, chứ còn mình cũng không có mặn mà lắm đối với cái con đường mà xuất gia giải thoát. Thì đôi khi nó lại cần một cái nạn như vậy. Nhưng mà đó là do cái kiểu người của mình á. Nó có ba kiểu
kiểu người như là trong kinh Gậy Thúc Ngựa, là có con ngựa vừa thấy bóng roi là đã chạy, giống như người mà thấy người dân tự nhiên là gặp nạn, là bản thân họ là rúng động họ đi tu, như trường hợp Bồ Tát. Rồi có trường hợp mà như là con ngựa mà bị đánh vào ở trong thịt đó, thì là nó mới chịu chạy. Thì giống như là người mà người thân của họ gặp nạn thì họ mới có động lực để họ xuất gia. Rồi có hạng ngựa thứ ba đó, là cái hạng ngựa mà chờ cái cây gậy thúc ngựa đó chọc vào trong xương đó, mới chịu chạy. Thì cũng giống như hạng người mà tự bản thân họ phải trải qua một cái nạn nào đó thì họ mới chịu tỉnh để họ xuất gia, thì đó gọi là bậc hạ đó. Còn có một hạng ngựa thứ tư trong kinh không nói, đó là quánh chết cũng không chịu chạy. Tức là có những người tự thân gặp nạn, trải qua một cái cơn sốc lớn nào đó trong đời mà tu cũng không chịu tu. Hy vọng ở đây là không có con ngựa thứ tư, mà chắc có lẽ là cũng có hơi nhiều. Và sư xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thọ lãnh tùy ý. Sau khi thọ lãnh rồi, được thoát khổ những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo tự hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.